Chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn chia sẻ về văn hóa thế giới đồ uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Cocktail của ngày hôm nay sẽ là một những cocktail đã ra đời vào thế chiến thứ nhất vào thế kỷ thứ 19. Cocktail được mang tên French 75. Đây là một gin bay cocktail với vị thanh thoảng của chanh, một chút ngọt của simple syrup. Và cái thành phần chính ở đây sẽ là sparkling wine, có nghĩa là rượu có ga. Nó sẽ được serve up trong một cái flute. Có thể là do những yếu tố trên mà đây là một cocktail mà dành riêng, có thể là dành riêng cho các chị em phái đẹp bên cạnh lemon drop, hay nói là các phụ nữ, các chị em phái đẹp rất là yêu thích lemon drop, thì đây sẽ là một cocktail với gin base mà nó sẽ cũng được cái sự hưởng ứng, được cái sự yêu thích. Và để làm được French 75 thì chúng ta sẽ cần những thành phần rất là đơn giản. Trước nhất đó là gin, lemon, simple syrup, và cuối cùng một thành phần mà có thể tạo nên cái mùi vị đặc biệt cũng như là cái tính chất của cocktail này, đó chính là sparkling wine. Và ở phần sau á, khi mà làm xong cocktail thì họ sẽ nói một chút về sparkling wine, sự khác biệt của sparkling wine, champagne, cava. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện French 75. From your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on us soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars. We could be floating all the way. As long as I'm safely in your arms. And it don't really matter where we stand on that space. Space makes me sad. Cause behind the stars, but how come the stars don't shine when it's day? How come the sky at night makes me this way? Why is so far away, galaxy cast away, watching you hopelessly? Thành xong French 75. Và nếu nói về lịch sử cocktail này thì có rất là nhiều cái tài liệu, và nó đã ra đời vào những thế kỷ thứ 19. Vào năm 1922 thì có một người bartender đã làm cái này, nhưng mà một cái version, có nghĩa là một cái phiên bản khác với gin, calvados và grenadine. Nhưng mà cái phiên bản này bây giờ mình có đó là vào 1930, cũng trong một cái quyển sách mà Hào đã giới thiệu với các bạn ở những cái tập trước của Harry Cardot, The Savoy Cocktail. Wow, Hào thật sự là đây là một loại sparkling wine khá là phổ biến ở bên này. Nó là Prosecco chứ không phải là champagne ha. Bây giờ mình sẽ ôm lại một chút về sparkling wine. Để được gọi là champagne thì cái loại sparkling wine đó phải đến từ cái nơi tên là Champagne của nước Pháp. Ngoài ra, ở những cái đất vùng miền khác mà sản xuất sparkling wine sẽ không được gọi là champagne. Và champagne sẽ có hai lần. Đặc biệt của nó là sẽ có hai lần fermentation, có nghĩa là lên men. Một lần là lên men ở ngoài rồi bỏ vào chai, lần thứ hai là sẽ được lên men từ trong cái chai này luôn, mới được gọi là champagne chứ. Còn cái này là Prosecco, thì Prosecco là sparkling wine đến từ nước Ý, sẽ được gọi là Prosecco. Sparkling wine đến từ nước Tây Ban Nha, đến từ Spain, sẽ được gọi là Cava. Và những cái nước khác thì sẽ gọi là Brut. Là
Brut có nghĩa là sparkling wine. Trở về với cocktail này thì cái tên French 75 là được lấy từ cái tên từ một cái cây súng đã được phát minh ra ở Pháp vào Thế chiến thứ nhất. Nó tên là cái Canon 75, thì đó là một cái cây súng nòng có hai cái bánh xe bự, thì là bự, bắn ra đạn pháo đại liên đó các bạn. Và cái sparkling wine cũng chiếm một thành phần rất là quan trọng trong cái cocktail này, bởi vì nếu như bạn là một người rất là thích, yêu thích những cái cocktail mà nhẹ nhàng như thế này, có một cái vị bubbly và cái vị sủi bọt, cũng như là cái vị mà bạn thích, yêu thích cái sparkling wine, thì bạn có thể chọn một cái sparkling wine nào mình yêu thích thì mình để vào đây sẽ rất là ngon. Những người mà thật sành uống cái này mà người ta không muốn uống gin, người ta muốn uống vodka thì sẽ gọi là French 76. Các bạn bartender nhớ nha. Đây đúng là một cocktail mà có thể là nói là tại sao mà phái đẹp rất là yêu thích, bởi vì nó nhẹ nhàng, nó không phải là nó nữ tính, nhưng mà hình như là nó có cái sự nữ tính ở trong đó. Các bạn để ý là những bạn nữ sẽ rất là thích uống những cocktail mà ngọt, cocktail nào mà nhẹ, thì Hồng nghĩ đây sẽ là một cái rất là phù hợp. Nếu như mà mình bạn là một ở nhà ha, bạn có một cái party, bạn ví dụ như là mình hay uống champagne hay là sparkling wine để mà tổ chức những cái buổi tiệc sinh nhật hoặc là liên hoan, hoặc là mình sẽ vào cái năm mới đó, mình hay là mở champagne để mà chào đón năm mới, hay là ăn mừng cái gì đó, thì đây sẽ là một cocktail mà dành cho house party cũng rất là tốt. Bởi vì bạn sẽ có những cái flute thì bạn đổ champagne vô, thì mình trở nên một người bartender tại nhà, mình làm với những cái này, với gin, với một chút lemon. Không có lemon thì bạn có thể làm lime, là chanh xanh, và simple syrup, rồi mình top, mình sẽ đổ với lại những cái sparkling wine này lên, thì nó sẽ trở thành một cái cocktail khác mà có thể cho bạn của mình cảm giác như mình là một người rất là sành điệu về cocktail. Hy vọng là các bạn có thể làm cái điều này được trong năm mới. Và cái tập đến đây cũng đã hết rồi. Nếu mà bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và để lại những comment cho Hào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Cheers!